một buổi sáng yên bình nhất. Chỉ có là ở đây, khi đến đây cảm giác của mình nó lạ lắm, được thư giãn, thoải mái, không có tiếng ồn, chỉ có tiếng dế kêu hay chim hót vậy thôi, và tiếng gió. Xin chào mọi người, mình sẽ giới thiệu một xíu ở bãi đất trống này cho mọi người nghe nhé. Ở đây trước kia là một vườn dầu cỏ lớn. Khi mình sang đây là mình thấy đã có vườn dầu từ bao giờ thì cũng không biết, nhưng khoảng một thời gian sau thì họ dọn sạch sẽ để họ phát triển nhà. Thì họ phát triển tầm 10 năm nay thì cũng được khoảng vài trăm căn rồi, nhưng mà có bao nhiêu thì họ nói chung là cũng bán nhiều lắm, nên cũng có lắm thóm vài người ta ở, nhưng mà cũng ít thôi, người ta cũng có mua đấy, mua nhưng mà để đó chứ người ta chưa có dọn lại. Phải hỏi thì có người họ bảo là chờ cho đông dân cư xíu người ta mới lại, chứ còn ít người họ không dám tới. Thì họ khi nào họ xây xong cái phía bên kia thì họ mới qua cái phía bên bãi đất trống này họ xây tiếp. Đó, mọi người thấy không? Cái phía trước này chỗ mình đang quay đây thì cả một cái một vùng trời trống rỗng luôn, nên ở đây là mình thích lắm. Đi buổi sáng thì buổi chiều cũng thích hết. Sáng thì ngắm bình minh, chiều thì quay lại phía đối diện ngắm hoàng hôn. Tại vì do nó trống nên nhìn thấy cả một không gian rộng vậy đó. Thì gần quá, nhưng mà sau này là nguyên cái khu này họ sẽ xây thêm thì cái khu này nó sẽ không còn trống như vậy nữa, nhưng mà cũng có thể 5-10 năm sau, chứ không hiện tại bây giờ thì họ đang xây phía sau lưng mình thôi chứ chưa có qua tới khu này. Nhưng mà mình thấy họ cấm cọc, nói chung là họ cũng sắp làm hay sao, nếu mà họ làm thì cũng nhiều năm lắm mới xong, nhưng mà nếu khi họ đã vô làm thì họ sẽ gào là hết, thì mình không còn thấy cái gì hết. Đầu tư họ xây, họ làm đường đồ xong hết, đặng hay giờ vận chuyển vật tư vô đây. Thì giờ con đường này là đang tạm thời không có người sống ở đây, thì mình có thể đi thể dục nè, buổi sáng hay buổi chiều. Nhưng mà do cái công trình họ đang thi công đó phía bên tay phải mình, thì họ đang thi công phía bên đây thì họ sẽ gào là hết, họ dựng bảng ở ngoài không cho các phương tiện xe cộ qua lại đây. Nhưng mà mình đi bộ một chút thì được, họ không có đuổi. Tại vì cũng xa cái chỗ họ làm, mặc dù họ không cho xe đi nhưng mà người đi thì vẫn được, không sao hết. Xung quanh đây là cả một vùng trời, vùng núi đồi, mình thích nhất là vùng dòng ở đây. Nhìn đâu cũng đều thấy thích. Ồ, cái khu này đây, mọi người nhìn đây là những khu nhà họ đang xây mà họ đã bán hết rồi. Cái địa điểm mình đang ngồi ở đây là tìm cái nơi vắng, thật vắng, không có người qua lại để mình nhìn. Mình ngồi người ta không có nhìn thấy thì mình ngại lắm, không có ngồi được vậy. Rồi tại vì xích đằng kia thì cái chỗ nó đẹp hơn, nhưng mà đằng kia thì có mấy người đang làm công trình đó, họ trên tầng đó, họ nhìn thấy ngại, nên mình chọn cái điểm này. Với giả lại cái điểm này có cái ống cống, cái ống bọng, cái ống khói thì không biết, cái này là bằng đất nung, họ nó bị bể nên họ để đây, thì ít ra mình cũng có cái chỗ ngồi thích hơn. Nhưng mà cảnh thì không thích bằng đằng kia. Nhìn xa tích ở dưới chân trời á, thấy có cái hàng dầu cọ còn lưa thưa dài ba cây thôi, cái đó chắc có lẽ là họ để luôn tầm cảnh, nó không phải là nằm giữa đường đâu mà nó nằm cái. Mình thấy gì chứ mình đi tới cái dầu cọ đó là trên con đường á, gần cái đường lộ, gần cái đường xe chạy, nên chắc có lẽ là họ để làm cảnh. Nên ở đây mà nếu trời mưa, ban đêm mà mưa sáng, mọi người đến đây sớm nhìn cảnh thích lắm, mát lạnh mà sương mù âm u nhìn thích ghê luôn á. Nên những cái điểm xung quanh đây là mình hay chọn đi. Cái thứ nhất nó vắng người, cái thứ hai là cảnh đẹp, cái thứ ba là không khí trong lành. Vì vậy mà mình hay thích lại đây, làm đủ trò ở đây, tại vì vắng người không ai thấy. Đi buổi sáng thì thích hơn, nhưng buổi chiều thì hơi nóng. Buổi chiều thì kiểu
ban ngày trời nóng đó, thì chiều nó còn đọng lại, nên đi lại đây là đất đó, nó nóng lắm, nên chiều mình ít ra lại đây. Bê cái ống khói này đi nè, cái này đúng là cái ống ống cống ống bọng ống gì đó, mình không biết dùng từ gì cho đúng, chứ không phải là ống khói, to lắm cũng nặng lắm, nhưng mà lăn nó thì được, nhưng mà thôi của người ta để đó thì kiểu nhúc nhích chơi thôi chứ cũng đâu có lăn đi đâu được, nói chung là không dám động gì đồ tới người ta chứ không phải là lăn không được. Xe này là ở bên công trường người ta chạy đó, chứ xe tư nhân không có được vô đây. Ở đầu ngõ là người ta đã có cái rào chắn ngang rồi.
Ở ngay cái chỗ này hiện giờ thì nó có một cái mương nước lớn như vậy, nhưng mà do mấy ngày nay á mưa nhiều quá nên nó đọng lại, chứ bình thường thì ở đây nó khô cạn đâu có nước như vậy đâu. Mình nghĩ ở đây sau này chắc họ sẽ làm một cái cống thoát nước ở đây, theo mình đoán là vậy đó, tại vì chỗ này là nó sâu nhất. Có lần nó mưa nhiều quá thoát đâu có kịp đâu, xuống đây rồi đâu có biết chảy đi đâu, chảy lên trên đường luôn, ngập đường hết luôn. Nhưng mà ngập trong vài tiếng đồng hồ thì nó hết. Có lần tại vì mình thích đi đây nên có trời mưa, mưa vừa xong cái mình đi lại đây liền, đây liền là nước nó đang ngập đường luôn. Có một bãi đất trống à, mà cứ quay tới quay lui, quay xuôi quay ngược quay hoài cũng không biết chán. Không biết sao mà mình cứ thích ngắm mấy cảnh này, rồi khi mà đem về là chỉ ghép vô thôi, không có cắt xén miếng nào hết, bỏ tại vì bỏ đoạn nào cũng ổn hết. Cả bạn đi cũng quay, bạn về cũng quay, quay tới quay lui thì chỉ nhiêu đây thôi. Mình thích nhất là cái cảnh đó, đằng xa có cái ngọn núi đó đó, rồi mấy cây dầu cỏ kế bên, trời ơi nhìn thích ghê luôn á. Chợ nhìn bằng mắt thường đi rồi thích nữa, nên cứ nhìn mãi ở đây mà có bao giờ biết chán đâu. Trong bụng cứ lo lo sau này họ phát triển hết thì ở đây đâu có còn như vậy nữa đâu. Mình đâu có thích nhìn cái cảnh nhà cửa chen chúc nhau đâu, chỉ thích cảnh nè giống như hiện tại nè, gió lùa qua ngọn cỏ, người nhìn xa thích đằng kia là núi hòa quyện với sương mù trắng xóa cả một vùng. Thời tiết thì lạnh lạnh, nói chung là thích lắm, nói hoài cũng không hết chữ thích, ngàn chữ thích, triệu chữ thích. Ở đây mà
có ai chụp ảnh, vừa có mẫu ảnh, cứ chỉ cần đứng đây chụp thôi là đã đẹp rồi, không cần đi đâu xa hết. Thích chụp ảnh ghê mà không ai chụp giùm mình. Một thân một mình ở đây rồi ai chụp giùm, mà nếu có người chụp giùm cũng không có vừa bụng. Chụp xong rồi cũng xóa à. Đó, cái mặt đã xấu rồi thì phải lựa cái cảnh cho đẹp, rồi cái tạo phải cho đẹp, mà chụp sao buông ra xấu đều hết thôi. Nên tên toàn là quay thôi chứ không có ảnh, không có ảnh cho bản thân. Nhìn cái mặt hồ này thích không? Cái phản chiếu hai chiều vậy. Đó, quay tới rồi lôi nè, nghiêng bên trái rồi nghiêng bên phải. Cây trắng trắng vuông vuông ở ngoài xa kia đó là của mấy cái anh bên công trình đó, họ làm để họ giải trí buổi chiều buổi sáng gì của họ đó, những ngày nghỉ đó. Họ ra đây đá bóng nè, đối diện chỗ họ ở, thấy họ xây nhà xong đó, thì họ cũng ở tại đây luôn. Thấy họ có xây nguyên một căn nhà tạm vậy đó thì ở, thấy cũng đông. Họ còn trồng rau, trồng trái cây nữa. Thấy họ trồng đu đủ trái cũng nhiều, nghĩa là họ ở đây, họ xuất khẩu lao động, họ ở đây mấy năm rồi. Nên nơi nào mà họ đã ở và để làm công trình đó thì đa số là dài hạn, mấy năm, vài năm vậy đó. Mà mình thì không có biết bên lĩnh vực mà xuất khẩu lao động nên cũng không dám nói gì. Nhưng mà thấy mấy người đó là cũng trồng cây, trồng trái cây tạm thời như đu đủ, dưa hấu, mướp, các loại rau gác là thấy họ đều trồng. Không biết họ có nuôi gà gì không thì cái đó mình không biết. Tại cái khu họ ở mình đâu có đi vô gần mà biết, chỉ đứng từ xa rồi cây có trái thì mình thấy vậy thôi. Rồi thấy họ loáng thoáng trong đó chứ cũng chưa bao giờ dám bước chân vô đó. Nói chung là người ta có để bản cấm hết, mình đâu có dám vô bậy bạ. Video của mình đến đây là hết rồi. Chào mọi người nha. Bye.